Chào bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KNT. Chúc bạn ngày vui vẻ nha. Trên tay mình đây đang có một món hàng, mình tiếp tục đặt hàng ở trên Shopee nhưng mà là shop ở Trung Quốc các bạn nha. Nếu mà các bạn nào xem video trước của mình ấy, mình có đặt chiếc vòng tay bling bling này hoặc là chiếc dây chuyền này là mình vẫn đang đeo ở đây. Tuy nhiên hôm nay mình có một cái sản phẩm nó khá là cổ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá luôn cái sản phẩm này xem nó như thế nào nhá. Chúng ta bắt đầu nhá. Nha, thì đây là món hàng của mình này. Thì món hàng của mình là nhẫn thép không gỉ bạc biểu tượng Viking size 7 14 dành cho nam. 7 14 dành cho nam, mình đặt size 13, mình đeo thử con trỏ này xem có đeo được không. Tiếp theo là mình có một dây chuyền hình cái búa phong cách người lính cổ điển. Ok, thì bây giờ mình sẽ rạch luôn cái sản phẩm này ra xem nó sẽ như thế nào. Ồ, số này bọc cũng khá là cẩn thận đấy. Đây rồi. Ok, mình sẽ bỏ những cái này ra. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái dây chuyền này. Thứ hai chúng ta có một cái nhẫn size 13 này. Thì chiếc nhẫn này mình mua với giá chỉ có hơn 14.000 thôi các bạn ạ, ở trên Shopee. Và shop này là shop của Trung Quốc các bạn nhé. Mình thấy shop này khá là nhiều người mua những cái sản phẩm ở trên này. Và cái sản phẩm của mình nó có biểu tượng Viking. Tức là sao? Tức là cái logo này, các bạn có thể nhìn thấy cái logo này. Nếu các bạn nào xem hay xem video nhiều của mình ấy, mình cũng có một cái logo thương hiệu của mình. Là chữ C và chữ A. Thì cái logo Viking này mình xem mình nhìn thấy nó rất là giống với cái logo của mình đó, thế nên mình đặt luôn. Thì cái phong cách này là phong cách kiểu Bắc Âu các bạn nhé, phong cách kiểu của chiến binh ấy đó. Các bạn có thể so sánh xem nó có giống không, na ná giống đúng không. Mình không tìm hiểu về cái phong cách Viking này đâu, tuy nhiên thì là tại mình thấy nó rất là giống mà mình thấy hầu như nhiều người cũng xăm cái kiểu này, xăm kiểu logo Viking này lên tay. Còn cái này là logo riêng của mình, chữ C và chữ A đó. Ok, mình đặt size 13, mình định đeo vào ngón trỏ, tuy nhiên thì khá là to rồi. Đeo ngón giữa bị to các bạn ạ. Ê người chơi nhỉ, anh em đặt size 12, đặt size 12 là vừa. To quá. Đeo con cái thì cũng vẫn bị lỏng. Ok, không sao, mình cứ đeo con cái đi. Đó, thì cái nhẫn này ấy thì các bạn nhìn thấy bên xung quanh đây, nó cái là chất liệu của nó bằng thép không gỉ bằng bóng các bạn nhé. Ở giữa thì có logo Viking này mà những cái biểu tượng kiểu hình học, nó rất là trừu tượng đúng không, nhìn nó rất kiểu vintage. Nhỏ, mình đặt size 13 thì nó hơi bị to so với tay mình là ngón tay các thứ nó khá là to. Tuy nhiên ấy thì là mình cũng tưởng là to to quá, bởi vì là sao, bởi vì mình đo kích thước của mình là nó áng áng thôi chứ mình không đo chi tiết được, cho nên là nó lại bị to quá. Ê, chi nhỉ, cứ để đeo tạm. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sản phẩm tiếp theo, đó là một cái mặt dây chuyền, nó cũng kiểu logo của Viking luôn. Mình thay cái mặt dây chuyền bling của mình đang đeo, nhìn cho nó lại đây. Đầu tiên các bạn thì thấy cái dây chuyền là rất là sáng, cái dây này rất là sáng này, cực sáng luôn đúng không các bạn. Cực sáng luôn. Đó, các bạn nhìn thấy cái mắt này nó làm kiểu hình tròn các bạn ạ. Thì dây này nó bằng màu bạc các bạn nhé. Còn cái logo đây, các bạn nhìn thấy cái logo xung quanh nó làm kiểu uốn lượn đó, và nó kiểu logo giống cái tay của mình này đó. Mình nhìn ở trên hình ở trên Shopee ấy thì kiểu dáng của nó sẽ dài dài hơn, tuy nhiên đây thì mình thấy nó hơi bị vuông. Ok,
cái này mình sẽ đeo vào cổ của mình xem nó như thế nào nhá. Mình thấy khá đẹp chứ, mặt trước mặt sau giống nhau này. Tuy nhiên các bạn thì thấy nó kiểu như là nó làm không đều đúng không, nó vẫn bị lệch. Tuy nhiên thì phong cách này thì nó cũng không cần cầu kỳ quá chi tiết. Này các bạn nhé, cái logo ngay sau lưng mình này đó. Ok, mình sẽ đeo cái dây này lên. Và cái dây chuyền này thì mình mua với giá chỉ có tầm hơn 19.000 thôi, khá là đẹp. Nó chỉ cũng chỉ là bằng thép không gỉ thôi các bạn ạ, và giữa thì nó xỉn một lớp đen gì đấy. Ok, đẹp. Mình sẽ đeo thay cái bling này. Đây các bạn nhé, thì mình đã thay cái mặt bling của mình, thay vì thay sang cái này thì nó hợp với cái sợi dây chuyền của mình hơn đúng không? Hợp hơn rất là nhiều. Hợp hơn. Ok, mình đeo tạm ngón trỏ của ngón tay phải đây. Rồi thì cũng không có gì nói quá nhiều về cái sản phẩm này cả. Nó chỉ là một cái phụ kiện trang sức thôi, đúng không? Và link mua hàng của sản phẩm này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo. Và đừng quên là đăng ký kênh YouTube của mình, Cường LKT, để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường LKT. Xin chào nha.